Xin chào quý bạn đọc, các khán thính giả thân mến. Hôm nay chương trình cùng bạn đọc sách xin được trân trọng giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của cuốn sách Phương pháp dạy chữ nổi cho thanh thiếu niên và người trưởng thành. Xin mời các quý vị chú ý lắng nghe. Bài 7. Dạy chữ nổi cho học viên đa tật. Giới thiệu. Hãy quan tâm đến những người trưởng thành và thanh thiếu niên không chỉ bị khiếm thị mà còn bị thêm các tật khác. Làm thế nào các giáo viên, các trợ giảng và chuyên viên có thể điều chỉnh phương pháp dạy đọc viết để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt của những học viên này. Bài 1 đã trình bày động lực và phong cách học của thanh thiếu niên và người trưởng thành. Bài 2 mô tả các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng tập đọc. Bài 3 trình bày những phương pháp và tài liệu khác nhau để dạy chữ nổi cho người trưởng thành và thanh thiếu niên đã từng là người đọc chữ in. Bài 4 mô tả cách giúp tăng tốc độ đọc tương xứng với người mới đọc chữ nổi. Bài 5 bàn luận về phương pháp dạy viết chữ nổi. Bài 6 trình bày về hình minh họa nổi. Bài 7 này thảo luận những cách để đáp ứng nhu cầu của những học viên vừa khiếm thị vừa có thêm những dạng khuyết tật khác. Nhiều thanh thiếu niên và người trưởng thành bị khiếm thị đồng thời bị thêm các tật khác. Đó có thể là hậu quả của chấn thương hay bệnh tật làm suy giảm thị lực. Các tật khác có thể bị từ nhỏ hoặc do biến cố hay hoàn cảnh gây ra, như khó khăn trong học tập, các tổn thương về não, khuyết tật vận động, thiểu năng trí tuệ hay các vấn đề về cảm xúc, bao gồm cả nghiện rượu hay ma túy. Một số học viên bị thử thách với tật mù điếc, một số khác lại gặp khó khăn với phương pháp giảng dạy do khả năng tiếng Anh bị hạn chế hoặc trình độ học vấn thấp trước khi họ bắt đầu học chữ nổi. Giống như tất cả học viên khác, các học viên đa tật cũng có khả năng học hành và cần được tạo cơ hội để phát triển tối đa khả năng đó, bao gồm việc đạt đến mức độ đọc, viết, chữ nổi tốt nhất theo khả năng của họ. Mỗi học viên đều có những nhu cầu riêng biệt cần được xem xét khi bạn lên kế hoạch giảng dạy hay phục hồi chức năng của họ. Nhờ biết lưu tâm đến tình trạng đa tật của học viên, bạn sẽ có thể hoàn thiện phương pháp giúp họ đọc viết chữ nổi. Mục tiêu. Sau khi hoàn thành bài học này, bạn sẽ có thể A. Thảo luận về vai trò của nhóm hỗ trợ đa ngành khi dạy chữ nổi cho người trưởng thành và thanh thiếu niên đa tật. B. Xác định hướng tiếp cận và chiến lược chuyên biệt để giảng dạy chữ nổi cho học viên đa tật. 1. Nhóm hỗ trợ đa ngành. Việc học chữ nổi thúc đẩy sự phát triển kỹ năng phân biệt bằng xúc giác và chuyển động của bàn tay nhằm giúp học viên cải thiện khả năng tiếp nhận thông tin về thế giới xung quanh và khả năng giao tiếp với người khác. Nó kết hợp và tăng cường sự chú ý và phát triển những kỹ năng ngôn ngữ. Do tính phức tạp của công tác giảng dạy, hướng tiếp cận theo nhóm thường được khuyến khích sử dụng. Một phần rất quan trọng trong nhiệm vụ của nhóm là đánh giá để xác định các điều kiện thực tế cũng như các kỹ năng hiện có của một học viên cả về thể chất lẫn tinh thần. Ví dụ, việc lượng giá về phương tiện học tập sẽ giúp cho nhóm biết học viên có thể sử dụng phương tiện nào để học chữ. Nhóm hỗ trợ đa ngành gồm các thành viên như chuyên viên trị liệu phục hồi thị giác VRT, giáo viên dạy người khiếm thị TVI, trợ giảng, chuyên viên nghề nghiệp trị liệu, chuyên viên định hướng di chuyển, chuyên viên ngôn ngữ trị liệu, chuyên viên vật lý trị liệu, giáo viên dạy chữ, chuyên viên tâm lý, chuyên viên về thị lực kém, nhân viên công tác xã hội, chuyên viên tư vấn hướng nghiệp VRC và những người khác. Ngoài ra, chính bản thân học viên và phụ huynh, người bạn đời hay người chăm sóc họ cũng là thành viên của nhóm hỗ trợ đa ngành. Những cá nhân này làm việc cùng nhau để đánh giá thị lực, ngôn ngữ, kỹ năng xúc giác, thính lực và các kỹ năng khác của học viên, thiết lập rõ ràng các mục tiêu cụ thể và thực tế, những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cho việc học chữ, biến việc học chữ trở nên gần gũi, gắn bó chặt chẽ với nhu cầu và khả năng của học viên, tập trung phát triển những kỹ năng chức năng, xác định những công nghệ trợ giúp, cân nhắc các phương pháp giảng dạy thay thế, xác định những nguồn lực dựa vào cộng đồng. Ví dụ, nhóm hỗ trợ đa ngành xem xét một người trẻ bị tổn thương não do một phát súng bắn vào đầu. Anh ấy sẽ tiếp nhận thông tin và giao tiếp như thế nào? Từng thành viên của nhóm đóng góp vào mục tiêu là nhận ra tiềm năng của người này trong việc học chữ nổi. Hãy xem xét các đóng góp sau. Là một người lớn, nên chính người này có thể chia sẻ mục tiêu và mối quan tâm của mình
đối với việc phục hồi. Các thành viên gia đình có thể cung cấp thông tin cụ thể như về trình độ học vấn của người này trước khi bị thương, khả năng tiếp nhận và diễn đạt ngôn ngữ hiện tại của người này ở nhà, các vấn đề trí nhớ ngắn hạn, mức độ tự lập trong việc chăm sóc bản thân, các ước muốn và việc điều tiết cảm xúc, ví dụ như mức độ thất vọng. Chuyên viên nghề nghiệp trị liệu có thể cung cấp thông tin về độ nhạy xúc giác của người này, chiến lược giảm thiểu phòng vệ xúc giác và cách người này sử dụng vai, cánh tay và bàn tay. Nếu học viên bị khuyết tật vận động, như có những chuyển động không kiểm soát được, thì chuyên viên vật lý trị liệu có thể giúp học viên tìm ra và củng cố các tư thế cho phép người đó có thể sử dụng tốt nhất vai, cánh tay và bàn tay. Chuyên viên về giao tiếp hoặc chuyên viên ngôn ngữ trị liệu có thể cung cấp bảng đánh giá kỹ năng giao tiếp của học viên. Chuyên viên về thị lực kém có thể tiến hành đánh giá thị lực chức năng để xem học viên có đủ thị lực để sử dụng tối ưu màu sắc và hình dạng trong quá trình giao tiếp hay không. Chuyên viên tâm lý có thể cung cấp thông tin về trí nhớ ngắn hạn và khả năng xử lý thông tin. Nhân viên xã hội có thể cung cấp thông tin về khả năng xử lý các thay đổi đột ngột của học viên. Để áp dụng hướng tiếp cận theo nhóm một cách hiệu quả, đòi hỏi phải có sự phối hợp và thông tin liên lạc thường xuyên. Diane P. Worsley và Francis M. D. Andre trong cuốn Chiến lược giảng dạy chữ nổi năm 1997 đề nghị sử dụng các chiến lược sau đây. Xếp lịch cho các cuộc họp nhóm được thường xuyên, trực tiếp qua điện thoại hoặc trực tuyến để thảo luận về sự tiến bộ và các vấn đề của học viên và lập ra một kế hoạch cho những bước tiếp theo. Ghi chép lại nội dung của mỗi cuộc họp để chia sẻ với các thành viên, không để tham dự hoặc lưu trữ bằng tài liệu điều gì đã xảy ra trong năm. Thông báo cho các thành viên về các cuộc họp một cách kịp thời. Điều này đặc biệt quan trọng nếu các thành viên trong nhóm làm việc với nhiều trường học, cơ quan hay thân thủ và cần phải lên lịch cho những chuyến viếng thăm của họ đến các địa điểm khác nhau. Một lịch trình cố định cho các cuộc họp là hữu ích, nhưng các hệ thống liên lạc khác cũng phải luôn sẵn sàng để xử lý những thông tin liên lạc giữa các cuộc họp. Email nhóm và tin nhắn có thể hiệu quả, nhưng cần kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều có quyền truy cập thông tin như nhau. Luôn giữ liên lạc với phụ huynh, người bạn đời và những người chăm sóc giữa các kỳ họp bằng điện thoại, tin nhắn và email. Với sự cho phép của học viên, phụ huynh hay người bạn đời, việc thực hiện một video hoặc chụp ảnh các học viên có thể là một cách hữu ích để chia sẻ chiến lược hay sự tiến bộ với các thành viên. Ví dụ, một bức ảnh kỹ thuật số của chuyên viên nghề nghiệp trị liệu gửi cho người bạn đời và chuyên gia trị liệu phục hồi thị giác có thể cho thấy tư thế bàn tay và ngón tay nào mà học viên sử dụng hiệu quả nhất. Phần này giải thích tầm quan trọng của nhóm hỗ trợ đa ngành nhằm hướng tới mục tiêu xóa mù chữ cho thanh thiếu niên và người trưởng thành đa tật. Phần này đặc biệt nhấn mạnh việc đánh giá phương tiện học tập nhằm xác định cách thức tốt nhất để giao tiếp và dạy chữ cho học viên. Ôn tập phần 1. Ôn lại thông tin trong phần này bằng cách trả lời câu hỏi dưới đây. Nội dung chính của phần này là gì? Hãy lập một danh sách của riêng bạn. Hoạt động thực hành. Hãy lưu lại các câu trả lời của bạn dành cho các hoạt động thực hành vào cuốn sổ tay hoặc một tập tin trong máy vi tính. Nếu bạn đang làm việc với một học viên đa tật, hãy mô tả cách nhóm hỗ trợ đa ngành có thể dùng phương tiện tốt nhất giúp anh ấy giao tiếp và học chữ. Nếu bạn không làm việc với một học viên như thế, hãy phỏng vấn một người đã từng làm việc với học viên đa tật. Hãy hỏi về các thành viên trong nhóm làm việc với anh ấy và xem họ đánh giá như thế nào. Bạn có thể yêu cầu người trả lời không nói tên thật của học viên. 2. Dạy chữ nổi cho học viên đa tật. Ích lợi của việc dạy chữ nổi cho một học viên đa tật cũng giống như cho các học viên chỉ bị khiếm thị. Phần này mô tả những chiến lược chuyên biệt để dạy chữ cho thanh thiếu niên và người trưởng thành đa tật. Mở đầu bằng việc trình bày hướng tiếp cận nhắm đến chức năng để dạy đọc viết. Tiếp theo là những khuyến nghị cụ thể cho việc dạy chữ tùy thuộc vào dạng tật mà học viên có thêm cùng với tật khiếm thị. Những phương pháp này cho phép học viên đa tật tham gia vào các hoạt động cùng với các học viên khác trong chừng mực có thể, cũng như phát triển kỹ năng sống độc lập và những kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai. 2.1. Hướng tiếp cận chức năng trong việc dạy đọc chữ nổi. Học viên khiếm thị đa tật học chữ nổi theo tiến trình giảng dạy cơ bản
tương tự như tiến trình dành cho học viên học chương trình văn hóa thông thường. Việc hướng dẫn cá nhân nếu không phải là mỗi ngày thì cũng phải rất thường xuyên để bảo đảm học viên có cơ hội phát triển tốt nhất việc học đọc và viết chữ nổi. Việc giảng dạy cần đo ni đóng giày cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của học viên. Học viên bị thiểu năng trí tuệ hay ngôn ngữ sẵn sàng học chữ nổi khi anh ta có những kỹ năng tiên quyết sau: nắm bắt được những khái niệm cơ bản, kỹ năng phân biệt bằng xúc giác tốt, có ngôn ngữ để hiểu và diễn đạt tư tưởng. Ở giai đoạn khởi đầu của việc học chữ, học viên được cung cấp nhiều trải nghiệm để xây dựng ngôn ngữ nói, kỹ năng vận động và phát triển khái niệm. Trong suốt giai đoạn khởi đầu này, học viên có nhiều cơ hội để tương tác với chữ nổi trong môi trường của mình qua các nhãn mác, sách báo, lịch, tên của họ được dán trên những vật dụng cá nhân, v.v. Mặc dù họ chưa được hướng dẫn học chữ nổi một cách chính thức. Các trải nghiệm với chữ nổi sẽ giúp học viên liên kết việc sờ chạm chữ nổi với ý nghĩa của nó. Chữ nổi có thể được đi kèm với những đồ vật thật hoặc biểu tượng nổi của đồ vật. Điều này dần dần củng cố khả năng liên kết chữ nổi với ý nghĩa. Chẳng hạn, từ bữa trưa có thể đi kèm với cái muỗng trong thời khóa biểu hàng ngày của học viên. Họ có thể liên kết cái muỗng và các ký tự nổi của từ bữa trưa với bữa ăn buổi trưa. B. Giai đoạn thứ hai của việc học chữ là giai đoạn bài bản hoặc giai đoạn cơ bản. Việc học chữ cơ bản của trẻ em không bị thiểu năng trí tuệ hay rối loạn ngôn ngữ thường bắt đầu từ khi vào mẫu giáo hoặc lớp 1 và kéo dài qua bậc trung học hoặc cao hơn. Trong suốt giai đoạn này, trước tiên học viên học đọc rồi sau đó đọc để học, nghĩa là đọc để lĩnh hội thêm nhiều kiến thức. Học viên đạt được nhiều mức độ thành thạo khác nhau trong giai đoạn này và có thể tiếp tục tiến bộ trong suốt cuộc đời. C. Trong giai đoạn học chữ cơ bản, học viên cũng đạt được các kỹ năng đọc viết chức năng. Đọc viết chức năng là sử dụng đọc viết trong cuộc sống hàng ngày cho những hoạt động cơ bản như làm theo các hướng dẫn, đọc các bảng hiệu, viết danh sách hàng hóa cần mua sắm, đọc viết số điện thoại, đọc công thức nấu ăn, sử dụng máy rút tiền tự động và thanh toán hóa đơn. Nói chung, kỹ năng đọc viết chức năng của người đọc tương ứng với mức độ biết đọc biết viết. Ví dụ, một người có kỹ năng đọc viết ở mức độ cao có thể điền các mẫu đơn khai thuế thu nhập, và một người có kỹ năng đọc viết ở mức độ thấp có thể đọc được số điện thoại hoặc nhãn mác của một lon đồ hộp, nhưng người đó có thể không biết đọc bảng sao kê của ngân hàng hay hoàn thành các mẫu đơn dài. Do đó, kỹ năng đọc viết chức năng được xác định bằng khả năng, tiềm lực và khao khát của chính cá nhân người học. Nó có thể được hiểu là một người biết đọc chỉ vừa đủ để hoàn thành những công việc nào đó được họ xem là cần thiết. Người này cũng có thể có khả năng đọc để làm những công việc mà họ đặc biệt có động lực để làm. D. Theo phương pháp dạy chữ nổi hướng chức năng, một học viên bị thiểu năng trí tuệ hay rối loạn ngôn ngữ sẽ dễ thành công hơn nếu các chữ cái hoặc các từ mà họ được học trong giai đoạn khởi đầu có ý nghĩa hoặc thiết thực với bản thân họ. Còn phương pháp nhắm đến kỹ năng, trong đó những từ trừu tượng được sắp xếp theo âm rồi được ghép với nhau thành các từ, không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả tốt đối với học viên đa tật. Thay vào đó, họ sẽ hưởng lợi từ những trải nghiệm có ý nghĩa và cụ thể, được lặp đi lặp lại để họ hiểu được những khái niệm cơ bản. Trong cách giảng dạy đọc viết chữ nổi hướng chức năng, giáo viên bắt đầu bằng cách chọn một từ khóa trong những từ gắn với những trải nghiệm của học viên. Những từ càng gần gũi với cảm xúc của học viên hơn thì họ càng có động lực để đọc hơn. Ví dụ, chọn những từ như tên một thành viên trong gia đình, hoặc từ về một món ăn, hoặc một hoạt động mà họ yêu thích. Giáo viên nên tôn trọng sự lựa chọn các từ của học viên. Nếu một học viên không thể nghĩ ra hoặc không thể diễn tả bằng lời những từ có ý nghĩa với họ, giáo viên có thể làm việc với gia đình để xác định tên của bạn bè, các thành viên trong gia đình, đồ vật hoặc các hoạt động mà học viên yêu thích. Các từ khóa có thể có hoặc không có liên quan đến những kỹ năng, chức năng. Những từ khóa này có thể được coi là những từ thông dụng của họ, mặc dù lúc đầu họ có thể sử dụng những thuộc tính như độ dài của từ hoặc những đặc tính khi sờ hai chữ L trong từ Billy để nhận dạng. Khi học viên đã nắm vững một số từ khóa nhất định,
Dần dần, dạy họ học chữ theo hướng nhắm đến kỹ năng bằng cách dạy họ nhận dạng những chữ cái và âm tiết. Hãy dùng những ký tự đầu tiên hoặc dùng những chữ cái dễ phân biệt khi sờ. Những từ khóa này sau đó trở nên thiết thực và hữu ích trong việc phát triển những kỹ năng nhận dạng, từ và âm tiết. Việc đọc trở nên có ý nghĩa và thiết thực và đạt mức tốt nhất tùy theo khả năng của học viên. E. Bạn có thể mở rộng hướng tiếp cận chức năng bằng cách kết hợp sử dụng những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Ví dụ, bằng cách soạn những quyển sách trải nghiệm mô tả chi tiết một trải nghiệm quen thuộc của học viên như việc đi mua sắm ở cửa hàng tạp hóa. Hoạt động này giúp phát triển vốn từ vựng của học viên và cho phép họ thực tập kể những câu chuyện về bản thân bằng những từ ngữ của riêng mình. Nó cũng giúp học viên hiểu được thứ tự của các sự kiện trong một câu chuyện. Điều này dẫn đến bước khởi đầu của những kỹ năng viết. Bên cạnh việc mở rộng vốn từ vựng của học viên, những quyển sách do giáo viên hay một huấn luyện viên khác soạn có thể đưa học viên đến với những trải nghiệm và khái niệm mới. Việc bắt đầu bằng phương pháp tiếp cận chức năng giúp học viên đa tật khởi sự với những tài liệu quen thuộc. Điều này sẽ tạo một nền tảng giúp họ phát triển những kỹ năng để bắt đầu học chữ đúng bài bản. 2.2. Những chiến lược chuyên biệt cho học viên đa tật. Worsley và D'Andrea năm 1997 nhấn mạnh rằng những chiến lược được mô tả trong phần trước chỉ được thực hiện sau khi đã có quá trình đánh giá. Điều quan trọng là, trước hết, cần xác định, chẳng hạn như liệu học viên có khó khăn về phạm vi chuyển động, về sức mạnh hoặc về kiểm soát vận động, về cảm nhận bằng xúc giác, về khả năng nhận dạng các ký tự chữ nổi, hoặc về khả năng đọc hiểu không. Việc đánh giá cũng cần xét đến các yếu tố khác ngoài dạng tật của học viên, như ba yếu tố sau: phương pháp dạy đọc, thời lượng dành cho việc dạy đọc và môi trường đọc. Phương pháp dạy chữ cần được lượng giá để xem liệu đó đã là phương pháp tốt nhất cho học viên chưa. Một học viên đang học chương trình dạy chữ tập trung và ý nghĩa, nhưng có thể sẽ học tốt nhất khi theo chương trình dạy chữ tập trung và kỹ năng. Thứ hai, thời lượng dành cho việc dạy chữ nổi cần được tính toán để xem liệu có đủ hay không. Ví dụ, nếu học viên được dạy chữ nổi 3 lần một tuần, mỗi lần 45 phút thì có thể họ chưa nhận được đầy đủ những hướng dẫn trực tiếp về chữ nổi hoặc không đủ thời gian luyện tập những kỹ năng chữ nổi. Thứ ba, môi trường giáo dục của học viên cần được đánh giá. Ví dụ, nếu họ không được tiếp cận với sách và tài liệu chữ nổi thì họ có rất ít cơ hội để sử dụng chữ nổi trong ngày, hoặc phải đọc trong một khu vực bừa bộn hoặc ồn ào thì vấn đề khó đọc sách của họ có thể là hệ quả của môi trường giáo dục. Các chiến lược chuyên biệt có thể áp dụng tùy thuộc vào dạng tật mà học viên có thêm ngoài khiếm khuyết thị giác. Những khiếm khuyết này bao gồm: A. Khó khăn trong học tập. B. Khuyết tật vận động. C. Thiểu năng trí tuệ. D. Tật mù điếc. A. Những học viên có khó khăn trong học tập. Danh sách sau đây gồm 5 vấn đề bạn có thể quan sát ở một học viên có khó khăn trong học tập và những chiến lược cùng các hoạt động có thể giúp họ vượt qua. Kỹ năng theo dõi kém và mau mệt. Kiểm tra kích thước và sự vừa vặn với các trang thiết bị. Hãy sử dụng các bài tập đã liệt kê trong bài 4, gồm cả các hoạt động dò chữ do giáo viên soạn hoặc do một chương trình thương mại có sẵn như chương trình phát triển Mangol về cảm nhận bằng xúc giác và nhận dạng chữ nổi. Sử dụng các bài tập này như bài tập làm nóng trước khi đọc chữ nổi. Có vấn đề với các ký hiệu chữ nổi viết ngược nhau. Ví dụ, dễ lẫn lộn chữ E và chữ Y ngắn. E, Y. Sử dụng mô hình chữ nổi lớn, chẳng hạn như Swing Cell, hoặc mô hình chữ nổi làm bằng vỉ đựng trứng để chỉ vị trí các chấm trong chữ nổi. Sử dụng chiến lược học thuộc lòng hoặc chế thơ. Ví dụ, hướng dẫn cho học viên trên một mô hình chữ nổi lớn về hướng chéo lên chéo xuống của chữ E và Y ngắn. Vừa chỉ dẫn vừa nói, chữ Y ngắn thì mình đi lên trời, chữ E thì mình đi xuống đất. Khuyến khích học viên nghĩ ra những cách nhớ của riêng mình để ghi nhớ hình dạng của chữ cái, chữ tắt, định dạng và những quy luật viết tắt. Sử dụng kỹ thuật tập đi, tập lại, nghĩa là rèn luyện nhiều lần cho đến khi một kỹ năng trở thành phản xạ. Quy trình như sau, tạo một trang bài tập gồm những dòng các ô 6 chấm, bằng, thỉnh thoảng chen vào một chữ E. Yêu cầu học viên
tìm tất cả các chữ E trong khả năng của họ. Khi họ thực hiện tốt bài tập này, hãy tạo một bài tập mới có các ô 6 chấm và các ký tự khác trừ ký tự Y ngắn. Và một lần nữa, yêu cầu học viên tìm tất cả các chữ E trong bài. Khi họ thực hiện bài này với độ chính xác đến 90%, thì bắt đầu giới thiệu chữ Y ngắn bằng cách tạo một bài tập gồm các dòng có các ô 6 chấm và thỉnh thoảng chen vào một chữ Y ngắn. Kế tiếp, tạo một bài tập với các ô 6 chấm và các ký tự khác trừ chữ E. Khi học viên đã tìm thấy chữ Y ngắn trên trang đó với độ chính xác đến 90%, thì tạo một bài tập mới với tất cả ký tự có cả chữ E và Y ngắn trên cùng một trang giấy. Dạy học viên sử dụng những gợi ý, ngữ cảnh, những vấn đề về nhận biết âm nếu học viên không thể phân biệt những từ bằng các âm như pet và pat. Họ có thể cần sự hướng dẫn đặc biệt về ngữ âm. Hãy dạy các từ theo nhóm pat, cat, fast, head, rồi sử dụng chúng trong những câu chuyện ngắn để giúp học viên hiểu được mối liên hệ giữa âm và chữ viết. Những quyển sách như sách của tiến sĩ Seuss có sự tiên đoán và lặp lại giúp củng cố các kỹ năng về ngữ âm. Những trò chơi âm thanh như nghe những âm đặc biệt hoặc các từ ngắn ẩn trong các từ lớn hơn có thể hữu ích. Ngoài ra, có thể sử dụng các thiết bị điện tử có phát âm khi các ký tự chữ nổi được nhập vào, như các máy vi tính với công nghệ trợ giúp cho người khiếm thị, máy PDA và một số máy đánh chữ nổi điện tử. Vấn đề về đọc hiểu. Đưa ra phần giới thiệu về câu chuyện trước khi học viên đọc. Cung cấp cho trẻ những yếu tố đặc biệt hoặc một bản tóm tắt của câu chuyện. Phần giới thiệu làm cho việc đọc trở thành một dạng xem xét lại điều mà họ đã biết và nhớ lại. Giúp học viên sử dụng trải nghiệm của mình để hiểu được câu chuyện. Một câu chuyện về những chú rùa mang ngôi nhà của mình trên lưng sẽ không có ý nghĩa gì đối với một người chưa từng được cầm một con rùa hoặc với một người không hiểu rằng động vật có những ngôi nhà khác nhau. Giáo viên có thể sắp xếp cho học viên có những trải nghiệm như tìm hiểu một tổ chim, một lỗ trên cây, nơi một con sóc có thể sống, một vỏ sò và một mai rùa. Giúp học viên đưa ra dự đoán về câu chuyện dựa theo tựa đề của nó. Khi ấy học viên có thể đọc để xem mình dự đoán có đúng hay không. Giáo viên có thể dự đoán làm mẫu và cho học viên biết sẽ không có vấn đề gì nếu dự đoán sai. Giới thiệu từ vựng mới, đặc biệt là những từ không quen thuộc trước khi cho học viên đọc. Sử dụng những thẻ từ vựng như một trò chơi để tạo hứng thú cho họ học từ mới. Hãy cung cấp từ vựng ở cả hai dạng, chữ nổi viết đủ để học viên biết cách đánh vần đúng của từ đó khi đánh máy, và dạng chữ nổi viết tắt để họ biết cách viết chữ nổi viết tắt đúng luật. Khuyến khích học viên đọc lại phần mà họ cảm thấy khó hiểu. Họ có thể đọc lại bằng cách đọc thầm rồi diễn giải lại phần đó. Điều này sẽ giúp họ học cách đọc lướt thông tin. Sử dụng bài tập điền vào chỗ trống như trong bài 4. Khi học viên gặp một đoạn văn với các từ còn thiếu, họ phải chú ý đến ý nghĩa của nó để điền từ vào. Họ sẽ nhận thức được rằng có nhiều hơn một từ có thể phù hợp với chỗ trống. Giới thiệu học viên phép ẩn dụ và tính hình tượng của ngôn từ. Một người khiếm thị có thể không hiểu những so sánh mang tính hình tượng như cô ấy hạnh phúc như đi trên mây hay anh ta xài tiền đến cháy túi nếu không được giải thích cụ thể. Tìm những câu chuyện với các chủ đề mà học viên đặc biệt quan tâm. Điều này tạo động lực để họ học. Sau đó, giáo viên có thể xây dựng dựa trên những câu chuyện này và sử dụng chúng để dạy từ vựng và kỹ năng mới trong khi nuôi dưỡng thói quen đọc sách. Bạn hãy xem xét việc sử dụng máy vi tính hoặc một chương trình dựa trên web được thiết kế để giúp người lớn và thanh thiếu niên trong xã hội học cách đọc và viết. Với công nghệ trợ giúp, người khiếm thị cũng có thể sử dụng tốt nhiều chương trình này. Hãy xem những gợi ý trong mục nguồn tài liệu. Những khó khăn khi tiếp cận với văn bản lạ hoặc văn bản khó. Giải thích cho học viên biết những thể loại sách khác nhau đòi hỏi những kỹ năng đọc khác nhau. Ví dụ, cách đọc một câu chuyện sẽ khác với cách đọc một công thức nấu ăn. Dạy học viên tự đặt câu hỏi khi đọc và thử dự đoán những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giúp họ xác định chủ đề chính và chủ đề phụ, những từ khóa và khái niệm quan trọng. Hãy thẳng thắn nói với học viên rằng văn bản này khó đọc và khó hiểu. Nói cái gì đó dễ trong khi nó không dễ sẽ chỉ dẫn đến thất vọng. B.
những học viên có khuyết tật vận động. 4 yếu tố thể lý quan trọng nhất của việc đọc chữ nổi là phạm vi chuyển động, kiểm soát vận động, độ nhạy xúc giác và sức chịu đựng. Các yếu tố này cần được đánh giá và cần có sự tham gia của các chuyên viên vật lý trị liệu, chuyên viên nghề nghiệp trị liệu và chuyên viên công nghệ trợ giúp. Dưới đây là một số thích nghi cho những người khuyết tật vận động. Nếu học viên có giới hạn về phạm vi chuyển động và chỉ có thể sờ được một dòng ngắn ít chữ, họ có thể sử dụng máy PDA có màn hình chữ nổi chỉ hiển thị mỗi lần một dòng từ 18 đến 32 ô. Cũng có thể in sách chữ nổi trên giấy khổ nhỏ hoặc chừa lề rộng để học viên khỏi phải sửa hết chiều rộng của trang giấy. Nếu học viên bị liệt, khó kiểm soát vận động một bên của cơ thể hoặc chỉ có thể sử dụng một tay để đọc, thì sách của họ nên được giữ cố định trên một miếng lót chống trượt. Đặt sách chữ nổi ở nơi họ dễ sờ, phía bên còn hoạt động tốt của cơ thể. Cố định sách để không trượt ra khỏi tầm tay của học viên. Học viên không nói được và có giới hạn về chuyển động, có thể sử dụng chữ nổi hoặc biểu tượng nổi để thực hiện bảng giao tiếp. Xem phần sau về các công cụ giao tiếp. Nhớ đặt bảng giao tiếp ở chỗ học viên dễ dàng lấy nhất, tùy thuộc vào khả năng kiểm soát vận động của họ. Học viên chỉ sử dụng một tay, có thể sử dụng máy đánh chữ nổi hoặc máy PDA đã được điều chỉnh để phù hợp với người sử dụng một tay. Bảng viết toàn trang, MacBook, xem hình dưới đây rất hữu ích cho người dùng một tay. Nó được thiết kế để viết chữ nổi trên toàn bộ một trang mà không cần phải di chuyển bảng viết hoặc điều chỉnh giấy. Các hàng được đánh dấu bằng chữ nổi để giúp người sử dụng nhớ hàng đang viết. Loại dùi yên ngựa hoặc sừng trâu như trong hình dưới đây có thể dễ dàng hơn cho người sử dụng một tay hơn là các loại dùi cắn tròn. Học viên dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt trên yên ngựa và nắm lấy cây dùi và nhấn xuống. Họ có thể dùng ngón cái của cùng bàn tay để dò tìm ô kế tiếp. Học viên có độ nhạy xúc giác kém có thể sử dụng chữ nổi cỡ lớn hoặc chữ nổi cỡ khổng lồ, jumbo. Các chấm trong chữ nổi cỡ lớn có kích thước tương tự như chữ nổi chuẩn, nhưng khoảng cách giữa các chấm rộng hơn. Như đã nói trong bài 2, chữ nổi cỡ khổng lồ có các chấm vừa lớn hơn, vừa có khoảng cách rộng hơn. Text Tiles. Xem hình ở dưới đây cũng có thể hữu ích cho việc giới thiệu chữ nổi và thúc đẩy học viên kém xúc giác đọc nhiều hơn. Học viên có khả năng chịu đựng kém có thể cần nghỉ ngơi thường xuyên hoặc cần thay đổi tư thế trong khi đọc. Hoặc họ có thể thay việc đọc chữ nổi bằng cách nghe các tài liệu audio. Một máy đánh chữ nổi được điều chỉnh như máy Perkins với các phím nối dài hoặc MacBook hoặc máy PDA chỉ cần sử dụng ít lực để đánh chữ nổi. C. Trẻ thiểu năng trí tuệ. Thiểu năng trí tuệ có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng, đáng tiếc là có những giáo viên hoặc huấn luyện viên đôi khi ít kỳ vọng vào tiềm năng học chữ của họ và điều này cản trở sự tiến bộ của họ. Trong quá khứ, nhiều học viên thiểu năng trí tuệ đã bị xem là những người không thể học chữ được. Để thay đổi tư tưởng này, hãy cho họ tham gia vào một chương trình dạy chữ khởi đầu. Khi họ chưa biết đọc và khi họ có thể đọc, hãy sử dụng phương pháp dạy đọc viết chức năng. Học viên thiểu năng trí tuệ có thể cần một thời gian tiếp xúc tương đối dài với một môi trường giàu chữ nổi và các hoạt động chuẩn bị học chữ trước khi họ nhận ra những chấm của chữ nổi có ý nghĩa. Những đồ vật thật và biểu tượng nổi có thể được dùng như chiếc cầu dẫn đến chữ nổi. Để làm được như vậy, trước hết, phải chắc chắn rằng học viên hiểu được mối quan hệ giữa các đồ vật thật và các hoạt động mà chúng tượng trưng cho. Ví dụ, một vòng tròn tượng trưng cho cái đĩa và cái đĩa tượng trưng cho giờ ăn trưa. Các biểu tượng nổi nên được dùng trong các hoạt động nhằm giúp học viên truyền đạt những mong muốn và nhu cầu của mình. Đưa ra sự lựa chọn. Mở rộng vốn từ vựng khi họ học thủ ngữ hay học nói và mở rộng khái niệm. Các biểu tượng nổi nên được sử dụng trên bảng thời khóa biểu hàng ngày hoặc trên bảng giao tiếp. Xem lời giải thích dưới đây. Nếu học viên có khả năng có thể hướng dẫn dần dần từ biểu tượng nổi đến chữ nổi viết đủ. Trước tiên, hãy thêm chữ nổi bên cạnh những biểu tượng nổi. Sau đó từ từ loại bỏ những biểu tượng nổi. Có một bài báo xuất sắc trên tạp chí Nhìn Nghe See Hear đã giải thích cách sử dụng hệ thống chuẩn của những biểu tượng nổi. Hãy tìm đường link dẫn đến bài báo này trong mục Nguồn tài liệu. Những công cụ giao tiếp.
có nhiều công cụ giao tiếp khác nhau mà giáo viên hoặc huấn luyện viên có thể chọn lựa để sử dụng cho các học viên bị thiểu năng trí tuệ nặng, gồm 3 phần. Bảng giao tiếp. Bảng giao tiếp có thể được làm từ bìa các tông, gỗ hoặc một bề mặt cứng. Thông thường, bảng có các ô, trên đó có 2 hoặc nhiều biểu tượng. Các biểu tượng có thể là cụ thể, chẳng hạn như các đồ vật thật hoặc các bộ phận của đồ vật, tranh ảnh, chẳng hạn như hình ảnh hoặc tranh vẽ, chữ cái bằng chữ in hay chữ nổi. Khi sử dụng bảng giao tiếp, học viên có thể diễn tả chính mình bằng cách chỉ vào biểu tượng, hình ảnh, ký tự hoặc từ ngữ để truyền tải những gì họ muốn chia sẻ. Sách giao tiếp. Giống như bảng giao tiếp, sách giao tiếp có những biểu tượng được lựa chọn mà học viên có thể chỉ vào để truyền tải thông điệp của mình. Quyển sách được sắp xếp để trang đầu tiên có những đề mục lớn, ví dụ như cảm xúc, thức ăn và con người. Khi học viên đã chọn một đề mục, thì người đang nói chuyện với họ sẽ mở đến trang có nhiều sự lựa chọn cụ thể hơn trong đề mục đó. Bàn phím. Học viên có thể gõ một thông điệp trên bàn phím, rồi thông điệp này sẽ được đọc lớn tiếng. Các biểu tượng trên bàn phím có thể là chữ cái, từ ngữ hoặc biểu tượng hình ảnh. Khi dạy chữ nổi cho học viên thiểu năng trí tuệ, hãy dùng cách tiếp cận chức năng và các chiến lược sau đây. Xem xét kỹ lưỡng các mục tiêu của học viên. Họ sẽ sử dụng chữ nổi để làm gì trong tương lai? Ví dụ, việc sử dụng có thể là đọc được tên của mình hoặc đọc công thức nấu ăn. Bắt đầu với chữ nổi viết đủ. Điều này tạo điều kiện dễ dàng hơn để nhận biết các mẫu chữ có vần giống nhau như men, ken, friend. Nếu thấy học viên có tiến bộ tốt trong việc dùng chữ nổi viết đủ, hãy giới thiệu chữ nổi viết tắt. Nếu không thấy tiến bộ tốt, thì họ có thể tiếp tục đọc chữ nổi viết đủ. Hướng dẫn đọc viết chữ nổi chức năng bằng cách sử dụng các hoạt động phù hợp với lứa tuổi. Làm mẫu đọc đúng kỹ thuật, đọc bình thường và đọc lướt. Hãy để học viên mô tả một trải nghiệm bằng lời và sau đó viết thành một câu chuyện để thể hiện sự liên hệ giữa điều nói ra và điều viết xuống. Tạo nhiều cơ hội thực hành trong các bối cảnh khác nhau trong một số ngày. Trung tâm phục hồi, lớp học và nhà của học viên nên thường xuyên là những môi trường giàu chữ nổi. Cũng cần chỉ cho họ chữ nổi ở những nơi công cộng. Ví dụ, nếu họ đang tập đọc chữ quả táo, hãy cho họ đọc từ đó trong thực đơn, trên bát đựng trái cây, trong danh sách mua sắm và trong một câu chuyện. Không trình bày quá nhiều thông tin mới cùng một lúc. Tiến hành từ từ và tạo nhiều cơ hội để ôn tập và thực hành. Khuyến khích và tạo các hoạt động thúc đẩy để giúp học viên trải nghiệm thành công với chữ nổi. D. Học viên mù điếc. Mù điếc là một dạng tật đặc biệt. Thành công của học viên trong việc học chữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, gồm độ tuổi khởi phát của tật mù và điếc, mức độ thính lực và thị lực còn lại, cơ sở ngôn ngữ của trẻ và sự hiện diện của bất kỳ dạng khiếm khuyết trí tuệ hay thể lý nào khác. Đối với trường hợp này, sử dụng phương pháp tiếp cận đa ngành là cần thiết. Học ngôn ngữ là một thử thách lớn với học viên mù điếc bẩm sinh. Ngôn ngữ thứ nhất của học viên có thể là thủ ngữ. Các hệ thống thủ ngữ khác nhau có trật tự các từ, cú pháp và các ký hiệu khác nhau. Hãy bắt đầu với chữ nổi viết đủ để học viên có thể sử dụng cùng một hệ thống đánh vần từng ký tự như họ dùng ngón tay đánh vần. Nên nhớ rằng chữ nổi viết tắt đòi hỏi một trình độ thông thạo tiếng Anh. Ví dụ, có một số quy tắc yêu cầu người đọc phân biệt giữa tiền tố prefix và từ gốc base word, trong khi các quy tắc khác là yêu cầu người đọc phân biệt liệu chữ viết tắt có phải là một phần của một từ, hay là toàn bộ từ, hay bao gồm toàn bộ một vần, âm tiết. Sign label. Học viên mù điếc có ngôn ngữ thứ nhất là thủ ngữ có thể cũng gặp khó khăn với các quy tắc này như những người đang học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Hãy vào nguồn tài liệu có đường dẫn để đến với chương trình gia sư trực tuyến của Đại học Gallaudet, trường đại học duy nhất dành cho người điếc tại Hoa Kỳ. Trong phần này, bạn đã học các giai đoạn khác nhau của việc học chữ, bao gồm giai đoạn khởi đầu, đọc viết chức năng và đọc viết cơ bản. Phần này cung cấp nhiều gợi ý cho các chiến lược chuyên biệt để dạy chữ, tùy thuộc vào tình trạng khuyết tật thêm vào mà học viên phải đối mặt, trong đó có khó khăn trong học tập, khuyết tật vận động, thiểu năng trí tuệ và tật mù điếc. 2.3. Ôn tập phần 2. Ôn tập lại thông tin trong phần này bằng cách trả lời câu hỏi sau đây.
nội dung chính của phần này là gì? Hãy lập một danh sách của riêng bạn. Hoạt động thực hành. Hãy lưu các câu trả lời cho tất cả các hoạt động thực hành của bạn vào cuốn sổ tay hoặc một tập tin trong máy vi tính. Nếu bạn đang làm việc với một thanh thiếu niên hay người trưởng thành khiếm thị có kèm thêm khuyết tật khác, hãy mô tả cụ thể khuyết tật hay những khuyết tật kèm thêm đó và giải thích các thử thách đó đang được giải quyết thế nào. Lưu ý đến độ tuổi và cấp lớp của học viên. Hoặc phỏng vấn một nhà giáo dục hoặc cha mẹ của một thanh thiếu niên hay người trưởng thành khiếm thị đa tật. Bạn có thể yêu cầu người được phỏng vấn không sử dụng tên thật của học viên. Học viên có thêm khuyết tật hay những khuyết tật nào và các thử thách đó đang được giải quyết ra sao? Lưu ý đến độ tuổi và cấp lớp của học viên. Tóm tắt, bài này trình bày những thử thách mà thanh thiếu niên và người trưởng thành khiếm thị có thêm các dạng tật khác phải đối mặt. Nó cho biết các thành viên của nhóm hỗ trợ đa ngành gồm các chuyên gia, trợ giảng, các thành viên trong gia đình và người chăm sóc làm việc cùng nhau để đạt được những mục tiêu đã đề ra cho học viên. Để làm được điều này một cách tốt nhất có thể, họ có thể sử dụng cách đánh giá, phương tiện, học tập. Bài học cũng gợi ý những hướng tiếp cận khác nhau để dạy chữ nổi, tùy thuộc vào các dạng tật cụ thể của học viên. 3. Bài kiểm tra. Bài kiểm tra này gồm 8 câu hỏi đáp ngắn. Chúng sẽ được gửi đến giáo viên hướng dẫn của bạn để chấm điểm. Tổng số điểm là 100. Câu trả lời ngắn. Trả lời những câu hỏi dưới đây bằng một câu trả lời vắn tắt, chẳng hạn như một bảng liệt kê hay một đoạn văn ngắn. Câu 1/8. Liệt kê ít nhất 7 chiến lược hoặc phương pháp mà một nhóm hỗ trợ đa ngành sử dụng để phát triển khả năng đọc viết cho học viên đa tật. 10 điểm. Câu 2/8. Giải thích tại sao các thành viên trong nhóm hỗ trợ đa ngành cần thường xuyên liên lạc với nhau và kể ra ít nhất 3 cách họ có thể thực hiện điều này. 10 điểm. Câu 3/8. Maya, 25 tuổi. Cô bị thương trong một vụ đánh bom, một loại thiết bị nổ gài trên đường ở Iraq khi đang phục vụ trong quân đội Anh. Hậu quả là cô bị thương ở đầu, bị liệt bên phải và hoàn toàn bị khiếm thị. Cô đã học chữ nổi ở Anh và sau đó chuyển sang Mỹ. Cô muốn học tốt chữ nổi nhưng trí nhớ của cô bị tổn thương nhẹ và cần luyện tập rất nhiều để học được chữ nổi viết tắt. Cô cũng gặp khó khăn trong việc dò chữ vì cô chỉ có thể sử dụng được tay trái. Hãy trình bày các chiến lược và các công cụ để có thể giúp cô ấy học đọc chữ nổi. 10 điểm. Câu 4/8. Derek, 16 tuổi và mắc hội chứng Down, có biểu hiện thiểu năng trí tuệ nhẹ. Cậu ấy mất thị giác do bong võng mạc trong ca phẫu thuật thủy tinh thể vào năm 10 tuổi. Cậu đã học bảng chữ cái, chữ nổi và có thể nhận biết được tên mình và một số từ mà cậu thường sử dụng trong thời khóa biểu của cậu như hồ bơi, món ăn vặt và làm việc. Dựa trên nền tảng này, hãy đưa ra cách thức để giúp cậu ấy học chữ nhiều hơn nữa. 10 điểm. Câu 5/8. Eduardo, 37 tuổi và bị điếc bẩm sinh. Anh sử dụng thủ ngữ của Mỹ như tiếng mẹ đẻ. Anh đọc và viết tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Eduardo được chuẩn đoán mắc hội chứng Usher ở giữa tuổi thiếu niên, lúc anh bắt đầu gặp khó khăn khi nhìn vào buổi tối. Bệnh viêm võng mạc sắc tố của anh ngày càng tiến triển và anh không còn đọc được chữ in nữa. Anh hiện đang làm tại một nhà máy và chỉ có thể tiếp tục công việc này nếu anh học chữ nổi để có thể đọc các yêu cầu công việc trên máy vi tính có màn hình chữ nổi. Bạn sẽ giới thiệu cách đọc chữ nổi cho anh ấy thế nào? 10 điểm. Câu 6/8. Ozio, 42 tuổi, bị mù do sử dụng ma túy quá liều. Lúc bấy giờ anh bị hôn mê và liệt. Anh đang hồi phục từng phần và hiện tại anh có những điểm mù ở mỗi bên mắt. Bị rung tay và bị suy cơ nghiêm trọng ở tay và chân. Anh muốn học đọc và viết chữ nổi hiệu quả để anh có thể học đại học và trở thành một nhà tư vấn về lạm dụng chất gây nghiện. Anh biết rằng anh sẽ phải nghiên cứu và viết nhiều luận văn ở trường, cũng như viết báo cáo khi trở thành nhà tư vấn. Anh đã học và nhớ được chữ nổi viết tắt, nhưng do bị yếu cơ nên anh không thể nhấc được máy đánh chữ nổi hay cầm sách chữ nổi. Và vì bị rung tay nên anh cũng gặp khó khăn để dò và giữ hàng khi đọc chữ nổi. Hãy trình bày cách bạn sẽ giúp Ozier để đạt được mục tiêu của anh ấy. 10 điểm. Câu 7/8. Christina, 49 tuổi và bị khiếm thị do bệnh võng mạc tiểu đường. Cô muốn học chữ nổi để làm các nhãn chữ nổi.
cô gặp khó khăn với việc phân biệt các chữ cái như chữ nổi EE và II. Tệ hơn nữa, cô lại không thể dùng các gợi ý ngữ cảnh để xác định các chữ cái bởi vì cô không phát âm đúng được các từ như pin và pen. Và cô thấy các từ này dường như đều giống nhau. Mẹ cô chia sẻ rằng Christina từng được ví như là một đóa hoa nở muộn ở trường tiểu học và gặp nhiều khó khăn trong việc học đọc, nên biết rằng cô ấy chưa từng trải qua một đánh giá nào khi đi học. Nhưng bạn cũng có thể đoán rằng các vấn đề về khả năng đọc của cô ấy là do tật khó khăn trong học tập. Hãy mô tả những điều mà bạn có thể làm để giúp Christina đạt được mục tiêu học chữ nổi của cô ấy, 10 điểm. Câu 8/8. Hãy chọn 3 trong số các thử thách kèm theo tật khiếm thị. Đối với từng dạng tật, bạn hãy liệt kê ít nhất 4 chiến lược, hoạt động hoặc cách thích ứng có thể sử dụng khi dạy đọc viết cho một người trưởng thành hoặc thanh thiếu niên khiếm thị có thêm các tật như khó khăn trong học tập, khuyết tật vận động, thiểu năng trí tuệ hay bị mù điếc. Tổng cộng phần này là 30 điểm, 10 điểm cho mỗi dạng tật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ mang lại những điều hữu ích cho quý vị và các bạn. Còn rất nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón các bạn trên kênh Cùng Bạn Đọc Sách trên YouTube. Để kịp thời cập nhật, mời các bạn cùng đăng ký theo dõi kênh Cùng Bạn Đọc Sách. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.